này xá lợi tử, vì địa giới rốt giáo thanh tịnh nên nói sự thanh tịnh ấy rất là sâu xa, vì thủy hỏa phong không thức giới rốt giáo thanh tịnh nên nói sự thanh tịnh ấy rất là sâu xa. Này xá lợi tử, vì vô minh rốt giáo thanh tịnh nên nói sự thanh tịnh ấy rất là sâu xa vì hành thức danh sắc lục xứ xúc thọ ái thủ hữu Xanh, lão tử sầu than khổ ưu não rốt giáo thanh tịnh nên nói sự thanh tịnh ấy rất là sâu xa này xá lợi tử vì bố thí ba la mật đa rốt giáo thanh tịnh nên nói sự thanh tịnh ấy rất là sâu xa vì tịnh giới an nhẫn tinh tấn tịnh lự bát nhã ba la mật đa rốt giáo thanh tịnh nên nói sự thanh tịnh ấy rất là sâu xa này xá lợi tử vì pháp không nội rốt giáo thanh tịnh nên nói sự thanh tịnh ấy rất là sâu xa vì pháp không ngoại pháp không nội ngoại pháp không không pháp không lớn pháp không thắng nghĩa pháp không hữu vi pháp không vô vi pháp không rốt giáo pháp không không biên giới pháp không tản mạn pháp không không đổi khác pháp không bản tánh pháp không tự tướng pháp không cộng tướng pháp không tất cả pháp pháp không chẳng thể nắm bắt được pháp không không tái Tánh, pháp không tự tánh, Pháp không không tánh tự tánh, rốt giáo thanh tịnh, nên nói sự thanh tịnh ấy rất là sâu xa, này xá lợi tử. Vì chân như rốt giáo thanh tịnh, nên nói sự thanh tịnh ấy rất là sâu xa, vì Pháp giới, Pháp tánh, tánh chẳng hư vọng, tánh chẳng đổi khác, tánh bình đẳng, tánh ly xanh, định Pháp, trụ Pháp, thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới bất tư nghỉ, rốt giáo thanh tịnh, nên nói sự thanh tịnh ấy rất là sâu xa này xá lợi tử vì thánh đế khổ rốt giáo thanh tịnh nên nói sự thanh tịnh ấy rất là sâu xa vì thánh đế tập diệt đạo rốt giáo thanh tịnh nên nói sự thanh tịnh ấy rất là sâu xa